Xin chào mọi người, và ngày hôm nay thì YouTube đã trả tiền cho mình một số tiền rất là nho nhỏ mà đủ để mình update lên bản Cubase mới. Và trong video hôm nay là video mình sẽ trải nghiệm việc update phần mềm Cubase bản quyền Pro như thế nào. Yes, các bạn ơi, hôm nay mình sẽ nói với các bạn một điều, đó chính là kênh YouTube hôm nay đã trả tiền một năm hoạt động của mình là 2.200.000 đồng. Rất cảm ơn các bạn đã ngồi xem YouTube của mình trong vòng một năm vừa qua, cũng như là play hết tất cả các quảng cáo để cho nó lên số tiền này là 2.200.000 đồng. Và số tiền này là số tiền đủ để mình, nói chung là chưa đủ lắm, nhưng mà đủ để mình có thể nâng cấp lên bản Cubase mới. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn, hoặc là cho các bạn một cái trải nghiệm gọi là mua hàng Steamboat bản quyền nó như thế nào. Thì trước đây thì mình dùng bản quyền là bản 10.5 Pro, và hôm nay mình sẽ nâng cấp lên bản 11 Pro. Nó hơi chậm so với cái tiến độ người ta nâng cấp cách đây chắc là nửa năm rồi. Có rất nhiều bạn trong kênh YouTube mình nghĩ rằng là làm YouTube này là có nhiều tiền lắm, nhưng mà không, kênh YouTube này không có nhiều tiền đâu, cả lắm mới có 2.200.000 đồng. Đây các bạn có thể nhìn luôn cái số liệu phân tích của kênh của mình trong 28 ngày vừa qua, nó chỉ khoảng tầm 6,9 đô thôi. Đó, nó ít lắm, và đây 365 ngày. Một năm nó chỉ được 85 đô thôi, tức là nó rơi khoảng tầm 2 triệu gì đó thôi. Đó, thì đấy là tình trạng cho các bạn biết là làm YouTube nó không có tiền đâu. Và hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm cái dịch vụ mua hàng Steamboat trên QA như nào nhé. Tức là chúng ta sẽ vào trang steamboat.net này. Đó, và ở trong trang này nó bán tất cả các phần mềm của hãng Steamboat, trong đó có hãng QA. Thì thỉnh thoảng nó sẽ có cái đợt giảm giá, thì các bạn hãy rình những cái đợt giảm giá đó và các bạn sẽ mua giá rẻ. Tuy nhiên là QA thì đợt lửa năm nay mình chưa thấy nó giảm giá. Thế nên là thôi, hôm nay được tiền thì chúng ta sẽ mua. Và bạn pick vào chữ Cubase ở đây nhé. Ở trong trang Cubase này nó sẽ giới thiệu tất cả các chức năng, cũng như là các cái tools sử dụng, cũng như là các chuyên gia hướng dẫn, cũng như là các cái chuyên gia kỹ sư hàng đầu đã sử dụng cái Cubase này, cũng như các giải thưởng của Cubase, cũng như giá tiền của Cubase. Và bạn nhìn thấy cái giá Cubase nó khá là mắc, vì thế là rất ít người chúng ta thể mua được. Vậy thì cách nào để chúng ta mua rẻ? Một là chúng ta đợi khuyến mại, hai là các bạn mua các sao càng đó, các cái audio interface, thì họ sẽ tặng cho bạn một cái code để bạn sử dụng bản LA, LE, bản Element này. Thì khi các bạn có bản đó rồi thì bạn muốn update lên bản Pro thì bạn ngẫu nhiên là bạn sẽ bớt đi khoảng tầm 100 euro. Đó, tức là bạn rẻ đi khoảng tầm được 2 triệu đồng đó. Và như mình nói là trong bản Cubase Pro ấy, thì nó sẽ có 3 phiên bản là Artist, Element và Pro. Thì làm sao để các bạn có thể là biết các bản ấy là khác nhau thế nào, thì bạn cần vào cái phần Compassion này này. Đó, và bạn hãy nhìn thấy là đây có các bản như là Cubase Pro, Cubase Artist, Cubase Element, Cubase AL và LE. Thì bạn xem là nó có khác nhau cái gì ở trong này, thì bạn sẽ tìm hiểu trong này để bạn mua được phiên bản cho phù hợp. Ngày xưa thì mình cứ nghĩ rằng phiên bản Artist là phiên bản mình có thể sử dụng mãi mãi, nhưng hóa ra là phiên bản Artist này là không đạt đủ được tất cả các cái hiệu năng mà mình cần. Vì thế mình update thêm một lần nữa về lên Cubase Pro thì nó hơi tốn tiền. Đó, ngoài ra thì ở trong này bạn có thể là học tập Cubase. Đó, nó có các cái tool hướng dẫn cho bạn rất là dễ dùng, nói chung là người ta hướng dẫn rất là dễ. Hoặc là những chức năng mới của Cubase, ví dụ ở trong này nó có các chức năng của Cubase bạn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Mình thấy đa số mọi người mua Cubase hoặc là sử dụng Cubase, mọi người không sử dụng hết tất cả chức năng đó. Nói chung là tất cả những cái công cụ này nó giúp cho bạn là xử lý nhanh hơn, mà bạn không phải kiểu pích. Kiểu mình không hiểu tại sao mọi người lại dùng ít thế này, trong khi nó toàn là công cụ hay nữa các bạn mà kiểm tra hết. Mình nói đây thì hơi mệt, là bạn nào mà không biết thì bạn có thể là vào cái checklist về Cubase của mình, các bạn cũng có thể học được gọi là cơ sở các chức năng này đó. Còn ứng dụng như nào thì đó là kiểu khi bạn nhớ ra mình ứng dụng, đôi khi mình cũng quên mẹ luôn. Ok, và bây giờ mình sẽ mua Cubase bằng cách mình ấn buy Cubase này. Đó, bản Pro nhá. Thì ở trong này nó sẽ có phần update này. Bạn mua bản version này cũng được, mà bạn update này cũng được. Và bạn nhớ rằng là khi bạn mua bản Cubase Pro hoặc bản Artist, bắt buộc bạn phải có một cái USB Elancer. Cái USB Elancer này nó có giá ở Việt Nam khoảng tầm từ 800 đến 1 triệu đồng. Bạn có thể mua ở trong cửa hàng Yamaha ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn nếu mà bạn mà đợi nó ship ấy, bạn mua trên cửa hàng này, bạn đợi nó ship về đến Việt Nam ấy, thì đợt mình ship mà nó đợi mất khoảng tầm hơn tháng cơ. Có mỗi nhỏ tíu này mà đợi thất hơn tháng từ Đức về. Bình thường nó chỉ mất khoảng tầm 1 tuần thôi. Mình mua hàng bên nước ngoài nhờ bạn bè mua ấy, nó rơi khoảng tầm 2 tuần là quá lắm, 2 tuần là về Việt Nam. Nhưng không ngờ là nó ship cho đường hàng không, đường bưu điện mà hơn tháng. Thì đó là cái kinh nghiệm của các bạn. Các bạn có thể mua là ở Việt Nam hoặc là mua ở bên nước ngoài, nhưng mà đừng mua ở trên trang chủ. Đó, thì cái USB Elancer nó có tác dụng gì? Đó chính là nó sẽ ghi nhận cái mã đăng ký sản phẩm của bạn vào đây. Và bạn có thể bạn dùng cái Cubase này bằng cách bạn cắm cái này vào cổng USB và bạn mới được sử dụng Cubase đó. Còn khi bạn sử dụng bản Element, bạn không cần cái USB này, nhưng mà khi bạn sử dụng Artist để bảo vệ bản quyền cho bạn thôi. Và ngoài việc là thông số của bạn nó được lưu trong này, nó cũng sẽ lưu trong trên tài khoản của bạn ở trên cái trang chủ của nó nữa. Thì bây giờ mình sẽ mua này, mình sẽ update nhá, mình sẽ update bản 10.5 bản Pro của mình lên bản kia, thì mình mất khoảng tầm 100 euro thôi. Và mình ấn Add to Cart này.
Đó, đây là vào trang thanh toán này thì nó sẽ có hóa đơn thanh toán cho các bạn. Bạn xem có thanh toán được hay không. Nếu bạn muốn mua thêm thì bạn có thể là continue shopping, hoặc là bạn mua xong rồi thì bạn có thể là check out. Thì trong cái bản này thì nó sẽ có đề xuất cho bạn thêm một số các cái bản khác, ví dụ như Waylabs hoặc Dorico. Thì nó là những cái phiên bản rất là hay dành cho những cái producer gọi là hạng nặng. Ok, check out. Mệt quá. Ok, check out này thì nó có hai kiểu. Một là bạn lần đầu tiên bạn mua đồ, lần đầu tiên bạn mua nhá, thì bạn sẽ phải điền rất nhiều cái thông tin vào đây để bạn mua. Nhưng mà nếu bạn đã có tài khoản như này rồi thì bạn hãy login vào đây. Ok, sau khi mình đã đăng nhập vào rồi thì nó sẽ có các build thông tin như này của mình luôn, như thế này. Đó, còn nếu các bạn làm mà lần đầu tiên thì bạn hãy đăng ký ghi tất cả điền thông tin của bạn vào. Thì khi bạn mua một bất kỳ sản phẩm nào đó trên cái Steambird này thì bạn phải đăng ký tài khoản, các bạn nhớ nhá. Và mình thấy rằng là có một số các bạn ở trong Việt Nam ấy bán những cái tài khoản Cubase hoặc là bán phần mềm Cubase ấy với giá rẻ, thì các bạn cũng phải cẩn thận. Bởi vì sao? Bởi vì cái USB này, cái số series này, ngoài việc nó quản lý bằng USB này ra, nó quản lý bằng tài khoản. Và tài khoản của bạn lỡ bị leak một cái là bạn mất. Vì thế là tốt nhất là nếu bạn có khả năng tự mua được thì các bạn hãy tự đăng ký tự mua trên này. Và cách đăng ký cách mua trên này rất là dễ, không khó tí nào. Đó, thì bây giờ mình sẽ go to overview payment, tức là trả tiền cho nó. Đó, trả tiền, đến giai đoạn trả tiền rồi. Ok, bạn muốn trả tiền bằng tất cả dịch vụ gì? Bạn có thể dùng thẻ credit này, thẻ PayPal này, thẻ Mastercard. Thì mình có một cái thẻ credit debit. Thật ra là các bạn khi bạn mua giao dịch trên mạng xã hội ấy, thì các bạn lên có hai cái thẻ về thẻ ngân hàng nhá. Các bạn hai thẻ, một thẻ thẻ thường, tức là thẻ giao dịch nội bộ, một thẻ là thẻ credit để các bạn giao dịch nước ngoài. Thì cái việc thẻ có thẻ Mastercard hoặc thẻ Visa ấy, thì các bạn có thể là trả tiền PayPal, tại vì một số các trang web nó sử dụng cái PayPal chứ nó không sử dụng cái debit hoặc là credit. Đó, thì ở đây mình chỉ điền vào cái số thẻ của mình vào thôi. Cái thẻ credit này nó khác với cái thẻ bình thường này ở chỗ là cái thẻ credit này nó có một cái mã số đằng sau cái thẻ đấy, và các bạn chỉ cần nhập cái mã số đằng sau đấy là bạn mất thẻ, à mất tiền. Đó, sau đây là ngày tháng hết hạn. Ngày tháng hết hạn của mình là ngày 0222 522, ok. Ok, trả tiền. Bạn hãy kích tiếp tục. Xác nhận đăng ký mà. Ok, trong này nó chuyển sang cái trang mà tài khoản của mình rồi. Và bây giờ mình ấn like này. Nó sẽ gửi một cái mã OTP vào cái điện thoại của mình nhá. Bây giờ bạn sẽ kiểm tra mã OTP của nó và bạn gõ cái mã OTP vào. Nói chung là mua nó khá dễ mà các bạn. Sau khi bạn mua xong rồi nó sẽ hiện ra cái trang như này và nó sẽ cho các bạn một cái code ở trong này để bạn update lên. Thì lúc này bạn sẽ làm gì để update? Bạn sẽ cắm cái USB này vào cái. Ok, sau khi bạn có cái code này bạn hãy copy cái code này nhá. Đó, sau đó bạn quay trở lại cái tài khoản của bạn trên Steambird này. Ok, lúc này bạn sẽ là chọn cái phần mà Active Core ở đây. Đó, bạn nhả cái code vừa nãy bạn nhận được vào, bạn ấn Continue này. Sau khi bạn active rồi nó sẽ có một cái code khác nhá. Đó, bạn copy cái code này, nó hơi lòng vòng một tí. Phần mà Elancer Control ở đây, có hình chìa khóa ở đây. Bạn Enter Active Code này. Đó, bạn paste vào đây. Bạn đã nhìn thấy là ở đây nó hiện chữ là Cubase Pro đó. Đó, bạn ấn Continue. Bạn ấn ở đây, bạn ấn Update Elancer. Đó, bạn hãy Close này. Ok. Và bạn hãy nhìn thấy ở đây là mình đã có bản Cubase 11 Pro nhá. Đó. Đó, và bạn ấn thêm một lần nữa vào cái chữ Main trên này này để cho nó update với nhau nhiều hơn. Đó, bạn hãy nhìn thấy là giờ online nó sẽ sign nick với cả bản ở trong USB. Đó. Thì sau khi bạn đợi nó update xong cái là tất cả mọi thứ thông tin của bạn từ trên mạng này đến trong USB nó sẽ liên thông với nhau. Ok, và bây giờ mình sẽ vào phần Steambird Download Assistant này. Và mình sẽ download bản Cubase 11 Pro về. Trên này có phần Assistant nhá, thì bạn sẽ chọn là Assistant 64 bit, tại vì mình đang dùng bản Win 64 bit, thì mình chọn 64 bit. Còn nếu bạn nào mà dùng Win 32 bit, chọn 32 bit, nhưng mà đa số bây giờ Win nó cài 64 bit rồi. Mình vào phần Cubase này, nhìn thấy Cubase Pro rồi. Uầy, sao lại nhiều bản thế? Uầy, uầy, sao nó lại nhiều này? Uầy, uầy, phần download này tôi đã thấy khác các bạn ạ. Ngày xưa ấy thì mình download bản Cubase Pro 10.5 nhá. Thì đây các bạn nhìn thấy không? Có đúng một file là 21 GB. Nhưng mà trong bản Cubase 11 này, bạn phải nhìn thấy là bạn phải download rất nhiều thứ này. Đó. Xong mình nghĩ là cái phần mình cài đặt cái này mình cảm thấy nó mệt phết. Thì ok thì mình sẽ may có chỗ là Instant Out ở đây. Cái giao diện này bây giờ nó mới ngày xưa nhá. Bây giờ mình sẽ chọn địa chỉ lưu này. Tại vì ổ cứng của mình nó hơi bị đầy á, thì mình sẽ lưu vào ổ khác đi. Mình sẽ lưu vào Cubase ở đây. Đó, lưu này. Mà mình ấn install. Lạ thật đấy, cái này mới nha các bạn. Có cả Lo-Fi Dream Content luôn.
À đúng rồi, cái Lo-Fi Dream này là dành cho mấy ông mà thích nhạc lo-fi, mà thích kiểu tiếng lo-fi ấy, thì nó sẽ set cho bạn những cái set cái gọi là gì nhỉ, preset về nhạc cụ cũng như preset về sound có sẵn đây này. Thì cái content này cũng hay này, content về hard clock khá là ok, ui khá cái hay đấy. Và khi mình đợi DAW về thế này thì mình sẽ cùng các bạn ngồi xem những chức năng mới của Cubase 11, nó có chức năng gì nhá. New chức năng à, New In 11 đây. Có thể các chức năng của 10.5 hoặc là 15 thì các bạn đã biết rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem những chức năng của 11. Chức năng 11 là chức năng Steamer Team. À, đây là cái chức năng mới của Cubase, nó sẽ giúp các bạn xuất những cái file stem ra. Thứ hai là Chamber Size Mixer. Cái này là chắc chức năng mới ở trong Chamber Track. À đúng rồi, Chamber Track đây, các bạn để nhìn đây. Chamber Track, đây chức năng mới này. Scale Arsene. À cái này mới, cái này hay này các bạn này. Đó, bạn làm nhạc cái này hay. Thì bạn có thể nhìn thấy ở bên này nó thêm một cái bảng scale này ở đây này. Assistant scale ở đây để nó quản lý cái scale. Bình thường là cái của mình nó sẽ là cái close, hình như là cái close, mình không nhớ nó là cái close. Còn cái này nó sẽ quản lý theo kiểu scale và bạn có thể xác định là nó làm trong scale nào và nó có phụ thuộc scale đấy không, scale có chính phụ hay không. Như thế đấy. Super dành cho, đúng rồi, dành cho song writing này. Đó. Và có sẵn cái key editor follow the lead. Đó, key editor follow the lead tức là khi bạn chơi live là nó follow luôn, kể cả bạn ấn sai note nó vẫn về cái note đấy luôn. Hai. Rất là phù hợp dành cho những cái thằng hay ấn sai note như mình. Mình kiểu đang múa ấn sai các mẹ cái là nó sai luôn. Còn cái này ấn sai cái nó tự động đưa về note mình cần. Hai. Cái bảng này mình nhìn thấy là cũng có cái sự lợi hại ở chỗ là nó sẽ phân chia ra nốt nào chính. Đây, ví dụ như cái nốt thuộc vào đây nó màu đỏ này là nó chắc là nốt không hợp scale, không thuộc vào scale. Đó. Còn những nốt nào nốt thuộc vào là không thuộc scale và nó nhô ra nó thuộc scale, nó có một cái số một số cái biến giao diện mới đẹp. Perfect band. À, perfect band này là chắc là nó thêm một số các chức năng band mới của cái vẽ automation này. Đó, bạn có thể nhìn thấy là chức năng band. Ờ đúng. Bình thường là band này á thì mình nhớ không nhầm là nó chỉ kiểu nó sẽ zigzag lên xuống theo kiểu hình bậc thang. Thì ở đây là bạn có thể là bend theo kiểu slide, tức là vẽ một đường ra bạn bẻ cong cái đường đấy đi. Wow. Thế thì chứng tỏ là sau này mình bend ấy nó sẽ rất là mượt, nó không bị zigzag nữa. Nốt bend nó rất là mượt. Ok, nhìn qua hình này khá là ổn đấy. Amazing Try Dynamic. À. Cái chức năng này mình cũng rất thích này. Đó chính là việc Dynamic EQ. Thì bình thường là mọi người hay sử dụng cái phần mềm gọi là Flappeter EQ ấy, của nó, tại vì nó có hoặc là một số các cái như kiểu Way nó có một cái công cụ gọi là Dynamic EQ. Dynamic EQ và việc sử dụng EQ là hai cái khác nhau nhá. Nhiều người mình thấy nhiều người là người ta bị hiểu sai về hai cái đó. Thì cái Dynamic EQ này có tác dụng là EQ ấy, nó sẽ nảy, tức là cái biên độ của nó giống như một dạng com trên cái điểm EQ đấy. Bình thường khi chúng ta kéo EQ này đúng không ạ, nó sẽ là một bộ điểm xác định. Nhưng mà đôi khi trong một bản nhạc đấy, cái điểm này nó sẽ phải lên xuống, nó tùy từng đoạn thôi. Có đoạn nó sẽ kiểu xuống sâu một chút, có đoạn nó lại lên cao một chút. Thì cái Dynamic EQ này nó sẽ tự động di chuyển cái điểm này cho cái tần số này nó phù hợp. Đó. Thật ra nó điểm này vẫn giữ nguyên, nhưng mà cái đường đồ thị ấy, cái đường đồ thị bám theo. Khi các bạn thấy nó lẩy nảy đấy, ở đây mình sẽ cho các bạn xem nó lẩy nảy nhá. Các bạn nhìn thấy là lẩy không? Đó, ok, lẩy nảy này. Đó, tức là cái đồ thị EQ nó sẽ tự động kéo lên khi âm lượng nó đạt được từng đấy. Tức là nó sẽ vô cùng chủ động cho các bạn, các bạn có thể là control cái giọng hát của bạn có thêm nội lực hoặc là ở một số giác giải nhất định. Đó, hoặc là có thể là khiến giọng hát của bạn nó clean hơn, hoặc là nó thêm động lực hơn, nó thêm mạnh mẽ hơn, thì bạn phải dùng Dynamic EQ này. Hai, nói chung là đây là một công cụ mới. Bình thường chúng ta sẽ sử dụng cái compressor, multi compressor đó. Nhưng mà multi compressor nó bị một cái đó, chính là nó sẽ hiện lên toàn giải. Toàn giải nó sẽ chia giải của bạn thành 3 phần là low, mid, high, hoặc là chia thành 4 phần tùy từng loại nhá. Thường thường là trong Cubase này mình nhớ là compressor của nó chia thành 4 loại. Và low, mid, high, mid và high. Đó, và nó sẽ tác động chung trên từng giải đấy. Còn ở đây nó chỉ tác động một khu vực mà mình có thể tùy chọn cái bandwidth của nó. Đó, cái bandwidth của nó rất là quan trọng. Thì mình chỉ xác định những cái điểm cần thiết để mình tác động thôi. Nó khá là hay, nói chung là mình thích cái công cụ này. Ở cái này, phiên bản này. Exchange Sonic with Tempo Exchange. À, tức là nó sẽ mở rộng cái chức năng Sonic bám theo tiết tấu, bao nhiêu nhịp điệu của các bạn nó được ổn hơn. Bạn có thể thay đổi tiết tấu nhịp điệu nó tốt hơn. Nói chung là thêm chức năng thôi, mình cũng chưa biết cái chức năng này như nào. Đúng không ạ? Nó lệch này, các bạn hãy nhìn thấy nó bị lệch này. MIDI nó bị lệch. Đúng không ạ? Bây giờ mình kéo nó về. Thì nó sẽ ăn vào cái đường đánh dấu là đường này.
đó, chứ nó không ăn vào cái kia. À đúng rồi, nó sẽ khớp các cái điểm bắt điểm của mình nó theo một phương án khác. Nó không bắt điểm bình thường mình sẽ làm nhạc, nhưng nó sẽ bắt điểm khớp theo cái ô nhịp của bản nhạc. Nhưng mà cái này có thể là khác hơn, cái này rất phù hợp cho việc là làm video như vừa nãy người ta hướng dẫn, rất là ổn. A Chess MIDI with Whisper. Cái Whisper này là một cái Electric Dance Whisper Dynamic Tunes Compression. Cái Action EDM này nó là một cái dạng multi compressor. Đó, nó cũng giống như kiểu cái EQ Dynamic. Nhưng mà nó như vừa nãy mình nói là sẽ tác động lên các giải vào đây này. Các bạn nhìn thấy hình của nó không? Đó là có 3 giải 1 2 3. Đó. Và mình nghĩ là nó có một số chức năng hay hơn cái compressor bình thường. Up down redito. Ấy xà xà. Kênh nhỉ? Lợi hại đấy. Cái này thì nếu mà các bạn sử dụng thông thạo được cái này nhá, mà các bạn tiến hành mà mastering ấy thì cực kỳ ổn luôn, tại vì nó sẽ có cái tỷ lệ redito lén và giới hạn cái mức nén, cũng như là giới hạn đây, các bạn phải nhìn thấy là nó có rất nhiều các chức năng đấy. Đó, bạn quản lý cái mức độ đầu vào và mức độ đầu ra như thế nào, giới hạn cái threshold, giới hạn đầu vào để tạo cái lượng lén là bao nhiêu, thì tùy từng giải nó sẽ khác nhau. Và khi bạn quản lý được cái này tốt này, cái dynamic này tốt này, thì rõ ràng bạn sẽ quản lý được cái lossless, tức là cái độ ồn của bài nhạc, khiến cho bài nhạc nó thanh tai hơn. Dạo này mình thấy là rất, đây các bạn này nhìn thấy không, đó nó tác động lên này, và người ta quản lý được cái lossless luôn. Bạn phải nhìn cái lossless này, mình nhìn phát là ra đây đây, chỗ này nó rơi khoảng tầm 12 lút gì đó. Dạ, tầm 12 lút đúng không? Tầm 12 lút. Khá là ngon đấy bạn. Mắc là 3. Nếu mà giảm xuống 3,5 nữa là 12 trừ 3,5 thì chắc là 9 lút. Đâu là 12 cộng 3,5 chứ? 12 cộng 3,5 là 15 lút. Ông này rơi khoảng tầm 16 lút, bản này nhạc này ông này làm tốt nhỉ. Đó, thì đây bạn có thể nhìn thấy là nó sẽ giúp các bạn mastering rất là ổn. Đó, bạn có thể là tăng giảm lượng tác động, kéo giãn cái vùng mà mình cần ra. Ví dụ như là nếu bạn cảm thấy là vùng trầm này nó bị ồn quá, hoặc là bị thiếu trầm trọng một cái lực đẩy hoặc là ấy, thì bạn có thể cho vào đây. Mình nghĩ là khá là kinh. Ok, score này thì đôi khi mình ít dùng, mình cũng không có nhu cầu, tại vì bây giờ mình chưa có nhu cầu. Nhưng mình nhìn có vẻ là có một số các chức năng mới hay. Thì bạn nào mà muốn nhạc, à đây, lại một chức năng xịn nữa, Imaginer. Bình thường trong Cubase nó có một cái gọi là holo cái gì gì á, meter gì á. Nó là cái công cụ để đo cái imaging, tức là xem là âm thanh có bị lệch pha hay không, hay là sự chiếm dụng trong giải tầm số, để giúp các bạn có thể mastering tốt hơn. Thì ở đây nó có một cái các bạn lại nhìn thấy này, quá hay luôn. Đây, đó, để ông này ông chạy đi anh ơi. Anh chạy cho em cái, em nhìn cái nó phân tích cho các bạn xem. Thì nó sẽ chia cho các bạn các giải tần nhá. Đó, giải tần low là low mid, high mid và high. Đó, thì các bạn nhìn thấy ở đây là các cái ô này chính là cái ô mà nó sẽ thể hiện là sóng của bạn, tức là cái trường độ âm thanh của bạn nó dịch sang bên trái loa hay dịch sang bên phải loa. Đó, dịch sang bên trái loa bạn nhìn thấy cái sự cân bằng luôn ở đây. Đó, ví dụ như là bình thường ấy thì thường là mọi người sẽ đưa phần trầm đúng không ạ? Nó vào cái phần ở giữa này. Đó, ở giữa này. Vì thế là khi mình nhìn quản lý phần trầm thôi, mình quản lý phần trầm và mình nhìn thấy là tất cả cái điểm này nó tập trung ở giữa, mà nó phần to hoặc là phần nhỏ thì mình có thể nhìn thấy ở đây, tức là cái mức độ cường độ ở đó. Thì bạn có thể nhìn thấy ở đây này. Đó, cái cường độ nó rất là thấp đúng không ạ? Đó, nhưng mà nó chỉ phần nhỏ như thế thôi. Tức là cái độ low trên cái cường độ tác động của low của mình là đang là rất là thấp. Và các bạn nhìn thấy ở đây phần mid của mình nó rất là cao, rất là to, và nó có xu hướng bị lệch sang trái. Trong khi đó là phần mà high mid và high thì nó phần high mid này nó chiếm khối lượng rất lớn và nó đã làm bên phải. Trong khi đó là phần high thì nó làm bên trái mà nó chiếm lượng rất nhỏ. Tức là thế nào? Tức là khi chúng ta nhìn vào cái này cộng vào cái này, hai cái này, thì các bạn có thể nhìn thấy bản nhạc này nó một cái, tức là cái lượng cân bằng với bên trái và lượng cân bằng bên phải là nó đồng nhất với nhau. Đó. À không đồng nhất với nhau, tại vì xu hướng của chúng ta sẽ bị tập trung ở phía bên bên phải nhiều hơn. Đó, tại vì phần mid high này chúng ta sẽ bị nghe nhiều. Vì thế là khi các bạn nhìn vào cái này thì bạn phải làm gì ạ? Bạn sẽ nắn lại nó, đúng không ạ? Bạn nắn lại nó để cho nó cân bằng, hoặc là định hướng lại nó, hoặc là tổ chức lại nó để cho cân bằng. Một là bạn có thể là tăng cái gain của nó lên để khối lượng âm thanh đều như nhau, hoặc là tổ chức âm thanh cân bằng ở phía giữa. Như ở đây này, đó bạn có thể nhìn thấy là cái sóng ở đây người ta phát triển nhá. Khi đấy, đó đúng không? Đó. Sóng nó phát triển này, đó, bạn có thể nhìn thấy cái sóng khi nó hoạt động thì nó thiên về hướng nào.
trước, sau, trên, dưới nó có đều hay không. Và quan trọng nhất là cái này phải đều. Đó, đều thì nó mới đẹp. Còn nếu mà nó mà lộn xộn bị nghiêng thì nó không có ổn. Và cái này sẽ quản lý được cái vấn đề đấy. Wow, lợi hại, lợi hại. Bình thường ở trong cái công cụ Isotone nó cũng có cái công cụ này, nó là cái imaging của Isotone đấy, thì nó sẽ có hình lửa bán cầu. Còn cái này nó sẽ có cả ở phần đằng sau nữa, thì mình sẽ quan sát dễ hơn. Tất nhiên lửa bán cầu nó sẽ cho các bạn một cái cảm giác khác, dễ quản lý hơn ở cái này. Cái này thì đại loại các bạn phải biết Visual Spectrum. Đấy, cái này cũng kinh này. Cái này để bạn nhìn cái được quang phổ, cái quang phổ nhá. Cái spectrum này là cái quang phổ của cái âm thanh. Đó, bạn hình nhìn thấy nó sáng tối này không? Đó. Thì càng sáng thì là nó càng rực rỡ. Bạn hãy nhìn thấy ở phía dưới này là nó sẽ có cái headset này. Đó, đúng không ạ? Và cái độ sáng này nó thể hiện là cái gì? Cái cường độ của nó. Càng sáng thì nó càng sáng nhá. Nếu mà cái âm thanh của bạn ấy mà bạn nhìn vào cái quang phổ này, bạn mà nhìn thấy là nó đều, nó mượt, hoặc là những cái nốt nhạc, bạn có thể nhìn thấy trên quang phổ này nốt nhạc luôn nhá. Đây, bạn có thể nhìn thấy này. Tê 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 đó, nốt nhạc thứ tê 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 đó. Ví dụ như là nếu mà bạn hát nhá thì nó sẽ có một cái đường chạy chạy màu sáng ở đây. Đó, cái đấy là cái đọc quang phổ, các bạn phải đọc quang phổ cơ. Không phải đọc thì cũng chịu. Đó, mà khi bạn đã sử dụng cái Bitchum này để làm gì? Đôi khi bạn mix nhạc, bạn mastering nhạc mà bạn cảm thấy là à, có một cái nhạc nào đó, có một cái lời mình muốn nhấn cái lời lên, mà lỡ mình xuất cái file đi rồi nhá, xuất cái file đi rồi mà mình không muốn trộn lại, thì bạn có thể tăng giảm cái độ sáng của nó trên cái này. Tức là cái này nó mục đích là nó sẽ phân tích quang phổ và mình sẽ tăng giảm độ sáng. Nó cũng giống kiểu một loại EQ ấy, nhưng nó sẽ tác động rõ rệt hơn. Thì chính vì thế là cái công cụ này nó có một cái bản Pro xịn hơn bản này rất là nhiều. Đó, bản này chỉ là bản tích hợp thôi, mình nghĩ là nó cũng sẽ ít chức năng. Superficial. Superficial full constant multi master. À, Superficial là một cái công cụ đo multi, đo nhà âm thanh multi. Hay thế nhỉ? Chứng tỏ bản 11 này bảo sao nó không cho mình gọi là không cho mình không có đơn giản giá, tại vì loại này nó quá nhiều chức năng mới luôn. Ví dụ bình thường mà khi mình sử dụng cái Isotone hoặc sử dụng các cái phần mềm khác, mình bắt buộc mình phải update các công cụ đo ấy, đo lường, hoặc là update những cái công cụ mà về Dynamics. Đó, thì trong này bây giờ ở trong bản này mình thấy có khá nhiều các công cụ mới về đo để các bạn thể nhìn rõ ràng hơn. Đối với những cái kỹ sư ấy, thì ngoài việc chúng ta nghe nhạc ra thì chúng ta phải nhìn vào mắt đo. Và cái đo rất là quan trọng. Cái đo cực kỳ quan trọng luôn. Khi các bạn biết cách đọc tất cả các đo này rồi, biết cách di chuyển xem rồi, thì các bạn sẽ có một cái gọi là kiểu cái nhìn tốt. Bạn hãy nhìn thấy giống cái này, giống FL Studio. Đó, rất nhiều người mẹ dùng FL Studio nhìn thấy cái này nhưng mà không hiểu cái này nó là cái gì. Đó, đó, các bạn hãy nhìn thấy này. Nhạc. Những cái lốt đậm nhá, là những lốt nhạc. Mà càng sáng thì là nó chiếm hữu cái không gian càng rộng. Đó, thì cái này bạn học mix nhạc bạn sẽ hiểu được ngược lại cái này ngay. Cái này chỉ là phần mềm thôi. File nhạc đó, mức độ của âm thanh đó, bạn hãy nhìn thấy trong này nó cũng có rất nhiều các cái công cụ đo các kiểu luôn. Đo lút liếc các kiểu đây. Ui, có cả lút là các bạn nhá. Bình thường chúng ta đo bằng công cụ lút và meter đúng không ạ? Và chúng ta đao thêm cái công cụ lút, thì trong này nó sẵn các công cụ lút cho các bạn luôn này. Đo độ ồn các bạn, để các bạn mastering. Mình có dạo này ấy, không biết Việt Nam mình nó bị kém hay sao ấy. Người Việt Nam mình đang bị một cái vấn đề rất quan trọng là mastering nó bị sai. Thành ra là mình cảm thấy một số các bài như kiểu bài mới nhất của Hiếu thứ hai à. Nghe nó ù, nó ồn, các bạn không để ý thôi, nhưng mà mình nghe thấy ù lắm. Tại vì người ta mastering không ổn, người ta không biết đọc thông số này, các bạn nhìn không? Đó, tất cả cái này nó sẽ thể hiện là xem bạn có đúng hay không. Nếu bạn mà edit xong, bạn mà kiểu đưa cái giải tần số đúng này, đầu ra đúng, thì tất cả các thông số này bạn nó sẽ vô cùng tròn trịa và đều, cũng như là các cái thông số lút lag tất cả mọi thứ, độ ồn nhất nó rất là chuẩn. Ở đây có nhiều các samples mới nhá, tức là các cái thư viện. Thư viện này mình thấy là rất ít người sử dụng, nhưng mà mình sử dụng thư viện rất là hay. Nó giúp cho bạn white song sáng tạo, cũng như là làm tất cả mọi thứ tốt. Và ở đây nó còn đạt giải Grammy về beat. Cái này đã đạt giải Grammy rồi nhá, nên các bạn sử dụng auto là hay rồi. Ok, đây là một loạt chức năng mới, thảo nào nó nhiều thế này. Những chức năng khác ví dụ như là multi delay surround support way, có cả hỗ trợ support surround nhá. Ngoài việc Apple Meta Performance Maximum, cái nhẹ. Nói chung là có một số các chức năng mới mà mình thấy các chức năng kia nó đã khá là hay rồi. À đây các bạn này, sau khi cái này nó cài xong ấy thì nó sẽ mặc định nó cài luôn vào trong cái máy của các bạn. Tức là nó thông minh ở chỗ là nó sẽ cài đặt luôn cho bạn đây. Đó, nó cài luôn cho bạn đây. Cái này được đấy nhỉ, được đấy.
Ok các bạn, và nội dung của video hôm nay đó chính là mua cái sản phẩm trên Steamboat như nào và trải nghiệm mua sản phẩm của Steamboat và cái mới của trong cái QV 11 Pro nó có cái gì. Thì mình đã review qua tất cả mọi thứ để cho các bạn có thể là xem video và các bạn sẽ để ý xem là các bạn lên mua online hay là mua truyền tay hay là tự mua để thích hợp hơn, và khi các bạn mua các bạn cần lưu ý những vấn đề gì, và là và ba la và bơ lơ. Nói chung là hy vọng rằng cái video mua này sẽ giúp các bạn có một cái trải nghiệm tốt và các bạn có nhiều động lực hơn để tích tiền mua. Thì ngày xưa ấy, thì mình mua cái bản Cubase 10 thì mình đã mất khoảng tầm hơn năm để tích tiền. Nói chung là nó khoảng tầm mười mấy triệu thì đối với một thời kỳ, nhá, mười mấy triệu của mình nó không cả vấn đề gì cả, tại vì một tháng mình có thể kiếm rất nhiều tiền. Nhưng mà có thời kỳ đầu tiên khi mình tiến tới vấn đề làm nhạc này thì mình phải tiết kiệm rất nhiều, tiết kiệm rất lâu, tại vì mỗi tháng mình cho dư ra có 1 triệu thôi. 1 triệu thì đến bao giờ các bạn phải mua được, hơn năm các bạn phải mua được phần mềm đó, và bạn phải nhịn ăn nhịn đói. Có tháng mình còn tiêu thừa thì mình phải có tháng mình bù đắp lại đó. Và ngoài ra mình còn vướng bận rất nhiều cái, ví dụ như yêu đương vào tốn tiền này, xong đi chơi bạn bè tốn tiền, đi du lịch tốn tiền đó, nó mua đồ mang cho các địa phương tốn tiền. Thế là mã mới mua được cái Cubase, mà mua xong thì mới phát hiện ra đấy là một ý kiến sáng suốt. Tại vì dù nó đắt nhưng bạn mua một lần bạn cảm thấy rất là sướng, trong khi đó bạn có thể tiêu tiền một cái số cái rất linh tinh, như tiêu tiền cho người yêu. Bạn đi chơi với người yêu bạn mất mẹ mất ít nhất là 500.000, tiền thì ăn uống mất vài trăm rồi, xong rồi tiền đi nhà nghỉ ngủ nghỉ mất vài trăm nữa, đúng không ạ? Con gái bây giờ nó ăn tham ở mẹ. Không, đứa nào thương mình thì nó sẽ chi hộ mình, còn đứa nào không thương mình thì nó sẽ bắt mình chi. Về nếu mà mua bản quyền thì nó sẽ hơi khác so với bản thường, bản crack nhá. Bản crack là cái bản nó đã làm lại rồi, làm lại. Tức là cái người crack ấy, người ta đã kiểu lọc tất cả các code của cái này ra và người ta viết lại để lé tất cả các cái code có sẵn trong này, vì đấy là trong cái bản crack nó sẽ có hơi bị lỗi hoặc là bị thế này đó trai. Về cơ bản là làm nhạc được. Nhưng mà nó nếu mà bạn muốn làm nâng cao ấy thì bạn lên mua. Tại vì như mình bạn nhìn thấy đấy, bình thường mọi người dùng bản crack đúng không ạ? Mọi người chỉ dùng khoảng tầm chắc mình nghĩ khoảng tầm 5% tài nguyên của cái Cubase mà thôi. Nhưng khi bạn mua bản quyền bạn có thể nhìn thấy bạn có thể sử dụng 100% tài nguyên mà bạn không cần dùng các tài nguyên bên ngoài. Mình thấy rất nhiều người là dùng Cubase, dùng Studio One, rồi dùng FL Studio, dùng Ableton, thì các bạn sử dụng stock ngoài, tức là bạn thấy người ta là dùng flap filter, dùng wave ổn nghe hay thì bạn dùng. Nhưng mà bạn thực sự là người ta bán cho bạn một cái giá rất là đắt như thế, nó không phải là vô duyên đâu các bạn, không phải vô duyên đâu mà họ bán cho bạn một cái đắt như thế, bởi vì tất cả những phần mềm này ra họ đã dựa theo tự tính toán và tất cả mọi thứ đều tính toán và xứng đáng giá tiền của mình mua vào đó. Khi bạn sử dụng Cubase nó có một số các cái gọi là action map hoặc là cái sự liên thông, tức là khi bạn sử dụng phần mềm này nó sẽ liên kết với cái phần mềm khác ở trong Cubase hoặc là liên kết hệ thống trong Cubase, thì nó sẽ tạo tính thống nhất trong Cubase, và khi bạn sử dụng mình bạn sẽ cảm thấy là cái tính thống nhất đấy là cực kỳ sướng. Khi bạn edit, khi bạn chỉnh sửa, khi bạn tạo bản nhạc nó cực kỳ sướng, nó không bị chậm, không bị phải mò, không phải thay đổi, không phải, nói chung là sướng. Nói chung là mình chỉ biết là nói là từ ngày mình dùng Cubase bản quyền mình chẳng cài cái plugin nào cả, mặc dù là đúng là mình có một số các clip hướng dẫn, ví dụ như là EZ Drummer, EZK hoặc là plugin Serum dây tiếc, nhưng mà thực tế là mình bản nhạc của mình không hề dùng các bạn, mình không hề dùng luôn. Mình có thể mở một bản nhạc cho các bạn đấy nhá. Ví dụ bản Cubase 10.5 của mình vẫn bật được nhá. Để chứng minh cho các bạn thấy là mình không dùng. Bài này không ôm đi giống tay trên tình bản thân tình yêu. Mình cảm thấy nó giống tâm nhạc. Tại vì thật ra nhạc của Min và nhạc của Vũ Kim Tuyền thì mình thấy rằng là
Và đó là buổi trải nghiệm ngày hôm nay về vấn đề mua sắm. Thì chúc các bạn làm nhạc vui vẻ, nhớ like, subscribe kênh channel của mình để xem những clip nhảm nhí hơn nhé. Xin cảm ơn các bạn. Hy vọng mà với cái video này bạn sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc đến mua hàng online, cũng như là đề phòng các vấn đề là trộm các hàng online, cũng như là ba la ba la ba la. Mệt quá.